Chúng ta đang giải quyết với một chuỗi cấp số nhân. Có một vài thứ chúng ta đã biết về chuỗi cấp số nhân này. Ví dụ, chúng ta biết số hạng đầu tiên của chuỗi cấp số nhân là A. Nó là số hạng đầu tiên. Chúng ta còn biết công bội của chuỗi cấp số nhân. Ta gọi đó là R. Đây là công bội. Công bội. Ta còn biết đây là chuỗi cấp số nhân hữu hạn. Chuỗi cấp số nhân hữu hạn. Nó là tập hợp số hữu hạn. Nếu N là số lượng các số hạn. Số lượng các số hạn. Ta sẽ sử dụng ký hiệu SN để chứng tỏ là tổng của N phần tử. Mục đích của video này là sử dụng thông tin đó đi với công thức chung cho tổng các phần tử N. Công thức để đánh giá một chuỗi cấp số nhân. Hãy viết SN ra nào. Chỉ cần nghĩ xem nó sẽ trông như thế nào. SN sẽ bằng với, vậy sẽ có số hạng đầu tiên ở đây, đó là A, và sau đó số hạng thứ hai là gì? Đây là chuỗi cấp số nhân nên nó sẽ bằng A nhân với công bội. Nó sẽ bằng với số hạng đầu tiên nhân công bội. Số hạng đầu tiên nhân R. Bây giờ số hạng thứ ba là gì? Nó sẽ bằng số hạng thứ hai nhân với công bội lần nữa. Nó sẽ bằng AR nhân R hoặc AR mũ 2. Ta có thể đi tiếp tới số hạng thứ N. Ta sẽ làm tiếp tới số hạng thứ N. Và bạn có thể sẽ nói nó bằng A nhân R mũ N. Nhưng ta phải cẩn thận. Hãy chú ý số hạng thứ nhất là AR mũ 0. Thứ hai là AR mũ 1. Thứ ba là AR mũ 2. Nên bất cứ số hạng nào có mũ thì mũ đó sẽ là số hạng đó trừ đi 1. Nếu ta đang ở phần tử N thì nó sẽ bằng AR mũ N trừ 1. Ta muốn có một công thức đẹp để biểu diễn cái này. Và ta sẽ sử dụng một chút thủ thuật để làm nó. Để giải nó thì ta sẽ nghĩ về R nhân tổng bằng gì. Ta sẽ trừ nó ra. Ta sẽ lấy R nhân với tổng. R nhân tổng của N số hạng. Thật ra thì hãy cứ nhân với âm R. Một cái mà mình có thể cộng vào đây hai thứ này là bạn sẽ thấy nó gọn hơn nhiều. Vậy cái đó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng, bạn chỉ cần nhân A nhân âm R, bạn sẽ được âm R. Mình chỉ viết nó dưới cái này thôi. Vậy nếu bạn nhân cái này với âm R, mình chỉ nhân tất cả các số hạng này với âm R, nó sẽ tương tự với nhân một số âm với tổng. Mình sẽ phân phối âm R này. Nếu mình nhân nó với số hạng này, A nhân âm R, nó sẽ bằng âm A R. Sau đó nếu mình nhân A R với âm R, nó sẽ bằng âm A R mũ 2. Bạn sẽ thấy được điều đó nếu mình đúng. Bạn chỉ cần chắc chắn là mình đang làm cái gì. Là số hạng này nhân âm R. Đây là số hạng nhân âm R. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm tới số hạng, tới số hạng trước cái này nhân với âm R. Vậy số hạng trước cái này nhân với âm R thì sẽ bằng, để mình thêm dấu trừ vào, nó sẽ bằng âm A nhân R mũ N trừ 1. Đó là số hạng trước cái này. Đó là A nhân R mũ N trừ 2 nhân âm R sẽ cho ta cái này. Nó sẽ cho ta cái này tại đây. Và rồi cuối cùng ta sẽ lấy số hạng cuối và bạn nhân nó với âm R. Bạn được gì? Bạn được âm A nhân R mũ N. Nhân R mũ N. Bạn nhân cái này với âm, bạn được âm A và rồi R mũ N trừ 1 nhân R. Hoặc nhân R lúc đầu. Và cái này sẽ là R mũ N. Và điều thú vị ở đây là chúng ta có thể cộng thêm vào phía trái. Và ta có thể cộng thêm vào phía phải. Hãy làm nào. Ở phía trái thì ta được
SN nhân SN. Và ở phía phải ta có một cái rất hay ho đang xảy ra. Chú ý A này ta vẫn còn, A sẽ ở đây và mọi cái khác trừ cái cuối cùng thì đều bị triệt tiêu. Hai cái này bị triệt tiêu, hai cái này bị triệt tiêu, hai cái này bị triệt tiêu. Và ta chỉ còn lại âm AR mũ N. Nó sẽ bằng A trừ A nhân R mũ N. Bây giờ ta có thể giải SN và ta có công thức này, cái mà ta đang tìm kiếm. Hãy nhìn, ta có thể đặt nhân tử chung là SN ở bên với trái. Ta có SN. Bạn rút nó ra, nó sẽ là nhân 1 trừ R bằng, và với bên phải ta có, thực ra thì đặt nhân tử chung A ra, nó sẽ bằng A nhân 1 trừ R mũ N để giải SN tổng của N phần tử. SN sẽ bằng, cái này bị chia bởi 1 trừ R, nó sẽ bằng A nhân 1 trừ R mũ N trên 1 trừ R. Và ta đã xong, ta đã tìm ra được công thức cho tổng hoặc tổng của một chuỗi các số nhân hữu hạn. Ở các video tiếp theo ở tương lai, chúng ta sẽ vận dụng nó, và mình khuyến khích bạn bất cứ khi nào bạn dùng công thức này thì nó rất là quan trọng. Bây giờ thì bạn đã biết nó xuất hiện từ đâu rồi và biết được có bao nhiêu số hạn bạn đã cộng nó vào. Đôi khi bạn cần phải có ký hiệu sigma và nó có thể bắt đầu chỉ số của nó ở mức 0 và đi lên tới một số. Ở trong trường hợp mà bạn có số đó cộng với một số hạn nên bạn sẽ phải cẩn thận. Cái này là số các số hạn, cái này là số hạn đầu tiên, ta định nghĩa nó ở đây. N là tổng các số hạn đầu tiên và R là công bội.